Một người đàn ông tại Đài Loan, Trung Quốc trong lúc đi đánh cá đã vô tình nhặt được tảng đá có mùi thơm trên bãi biển. Sau khi gửi đi thẩm định, ngư dân này đã bất ngờ khi biết đây lại là báu vật có giá trị hàng tỷ đồng. Câu chuyện xảy ra từ năm 2020 nhưng mới đây mới được chia sẻ rộng rãi. Cụ thể, trong một lần đi đánh cá ở bãi biển gần nhà, ông Lee sống tại đảo Orchid ở Đài Loan đã đụng trúng một tảng đá rất to trên bãi biển. Vật thể này nặng khoảng vài kg và tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Ông Lee sau đó quyết định mang tảng đá về nhà, chụp ảnh gửi cho bạn bè xem. Một người bạn của ông cho rằng cục đá này có mùi thơm nên rất có thể là long diên hương. Nghe lời khuyên của nhóm bạn, ông Lee đã lấy một mẫu vật nhỏ từ cục đá gửi tới Đại học Quốc gia Kaohsiung để nhờ thẩm định. Bằng các phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân, vài ngày sau, Chang Si-ji, phó giáo sư đời sống tại Trường Đại học Quốc gia Kaohsiung xác nhận khối đá mà ông Lee tìm thấy đúng là long diên hương, là một báu vật quý hiếm. Long diên hương là chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Rất nhiều loài cá voi trên thế giới nhưng chỉ có cá nhà táng đực mới sản sinh ra long diên hương. Trước đây long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, tuy nhiên ngày nay nó đã được thay thế bằng phần lớn các loại vật liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng cho một số loại nước hoa đắt tiền. Long diên hương thường được tìm thấy ở dạng tảng, cục với nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khối lượng của nó dao động từ 15g đến 50kg hay thậm chí lớn hơn thế. Điều đặc biệt làm nên giá trị của long diên hương là bên trong chúng có nhiều mùi hương khác nhau, giống như một bọc gồm 20 đến 30 hợp chất, mỗi loại có mùi hương riêng biệt. Long diên hương được gọi là báu vật của biển và thu mua với giá rất cao trên thị trường. Mỗi kg long diên hương ở vào khoảng 50.000 đô la Mỹ. Như vậy khối long diên hương mà ông Lee tìm thấy có giá trị lên tới 210.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 5 tỷ đồng. Ông Lee cho biết, ông rất vui mừng với món quà trời ban. Ông dự định sẽ bán khối long diên hương này để lấy tiền chi tiêu cho gia đình.